Hello, everybody. I went to Superstore today. What I bought. Chào các bạn, hôm nay là mình ngủ dậy cái bà xã mà thấy viết nhắn tin lại là đi chợ rồi. Mình đây, lần đầu tiên mình làm cà phê đây các bạn. Cái đồng hồ này mình không có lắp đúng giờ, cũng không có làm automatic pha nữa. Đó thì cái này bây giờ đây lần đầu tiên mà mình làm, mình pha cà phê cho bà xã luôn luôn pha cà phê không à. Đúng ra thì đây là cái này mới mua cũng lâu rồi nhưng mình không có pha cà phê bà xã, chứ mong là pha cà phê không à. Mình để coi mình đi pha sau đây. Ok, từ từ mình pha rồi mình hết đổ nước vô. Cái nước lọc đó. Đó, đây nước lọc đó mình sẽ đổ vô đâu đây, mình đang làm biến các bạn ơi. Mình chỉ phụ nấu ăn vậy thôi, còn mấy cái đồ linh tinh này là mình ít khi làm, mình không có pha cà phê. Bà xã chỉ muốn pha cà phê thôi. Thì và lại mình chỉ còn có một mắt độc nhãn mà. Không biết mình pha bao nhiêu. Đây, không thấy đường nữa không? Cái chai đó. Mình cứ chơi nước vô vậy đây. Đổ nước cho xong rồi. Bây giờ là mình sẽ... cà phê bà xã để đâu đây? Bà xã để đồ là khó mà tìm được đấy các bạn. Chơi trong tủ lạnh ngăn đá luôn. Bà xã chỉ giúp cà phê là có trong tủ lạnh. Thì đây là cà phê nè. Mình là thích uống gì đó. West Coast Dark Roast. Cà phê này không biết bà xã mua của bên nước nào đây. Nước nào cũng được cho miễn là mình không thích uống cà phê Việt Nam. Cà phê Việt Nam có cái hậu ngọt đó các bạn, không có đà như là Úc rất trà mình làm. Mình mở mạnh quá dăng cái nút ra của bà xã làm rồi. Bây giờ mình phải cái đồ lọc lâu rồi ra. Bà xã để đâu rồi mình không biết. Bây giờ dây là ngố thiệt. Không biết bà xã để đâu đây. Cái này là cái đồ để sao đây trời. Này là gì đây ta? Cái này cái trong cái bình. Cái bình bình lọc cà phê. Để đựng cà phê. Cái gì đây? Đây.
Rồi xả không có chịu rửa xong không chịu bỏ vô. Đó, cái này cái bình cà phê nè. Rồi xả lấy ra. Bây giờ lắp ra sau đây ra. Để ra ta. Bó tay trong cơm. Rồi xả tháo rời ra hết. Rửa xong tháo rời ra hết. Mình không biết mình gắn vô sao đây. Cái gì dây. Đồ bà xã làm ra. Mệt á. Con mắt mình không có thấy đường. Cái một mắt là khó chịu quá. Ồ đây. Nên bà xã đi chợ là phải pha cà phê cho mình. Tại sao hôm nay lại không chịu nhớ ta. Mình giống như là ông trời con vậy các bạn. Đây, mình cũng làm được rồi đây các bạn. Mình cũng giống như ông trời con vậy. Một thứ là phải làm cho mình. Bây giờ không biết cái lọ để đâu đây. Xả pha rồi không biết cắt cái lọ đi. Cái này phải trên đây có một cái và đây nữa mới đổ cà phê được. Nên là mình muốn là cái tính như là tỉ càng sáng ra để tùm lum là hết, để mỗi thứ mỗi nơi khó mà thì ra được. Ôi trời ơi khó chịu quá. No idea where she put hell. Oh, she always put my everything separately. So now I'm going to fry. Hey, well. Oh my goodness. Put everywhere. Hell, do not. You never put it together. Suck. See, different. Thành mì số hồ đi phân này biết luôn không phải này là cái cũ cà phê này là rồi đi à. Oh what the heck. Không biết được biết bỏ đâu ta. Oh, why not? What the hell? What the fuck? I don't know where she put that. Oh hell. Thôi, để mình đi tìm với các bạn bà xã rồi. Không có ngăn nắp như mình, không có để chung cho một chỗ như mình. Rồi bây giờ mình tìm không ra. Thôi để bà xã về tìm lại. Mình ghét tìm. Mình cái gì mình bỏ vô đây thôi. Bây giờ thôi mình pha cà phê theo kiểu mình. Kiểu của mình. Thì bây giờ mình nấu nước sôi trước. Đó. Còn kiếm kia mình không thể nào kiếm được. Bà xã để là tao quả nói. Ồ, giấu như là mèo vô cất. Không thể nào tìm được cái mà bà xã để. Xã để rồi mới giấu, có nghĩa là giống như giấu vậy. Mình không thể nào tìm ra được. Bây giờ mình tạm đó, mình chỉ nấu nước thôi. Đó, mình cắm điện vô. Đó, mình nấu nước, làm theo cái cà phê của mình. Uống, khoai một cầu. Nhưng mà về đây mình sẽ la bà xã. Thì làm đồ đen và phê bà xã mà trước đi chợ là phải phu ga mà tự làm cà phê cho mình chứ sao bữa nay lại quên ta. Thôi sao ta cứ phải đợi qua cà phê đi.
Thôi bây giờ mình làm theo cái cà phê kiểu riêng của mình. Đó. Bà xã không biết để đâu rồi bây giờ. Thôi đây là cái cà phê phin của mình đây nè. Đó, cái loại cà phê phin của mình uống như vậy nè các bạn. Đó. Giờ trước hết, mở cà phê cho trước. Chưa say nữa các bạn ơi. Ô, bà xã không biết rồi. Bà xã đổ cát mình sao đây nè. Ai, sao uống cà phê sao nó mệt dữ vậy trời. Đúng là mình không có pha cà phê lâu rồi. Không biết được là bà xã làm gì vậy. Chán quá. Hơi mệt đó nha. Làm ly cà phê cũng hơi bị mệt ha. Bà xã này không biết là làm cái gì. Không biết bình cà phê không biết. Trời ơi, phải xay ra. Giờ phải xay cà phê nữa. Thôi giời ơi. Cái này không biết mà mình. Nè bây giờ mình phải đi xay cà phê ra trước rồi các bạn. Thôi chào các bạn, bây giờ mình đã xay xong cà phê rồi. Đó, bây giờ mình đã xay xong cà phê này rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy cà phê ra. Rồi hết luôn. Để uống đậm luôn. Đó. Mình chơi luôn. Xay ra giống như kiểu espresso luôn, như kiểu cà phê phin vậy đó, nhưng mà cái phin này là phin riêng của mình. Ai da, sao không biết bỏ đâu, mệt quá. Đó, da kệ đó. Đó, giờ mình phải đổ nước vô. Đó, cho nên mình một mắt là một triệu đó. Vậy đó. Dạ, một đổ nước vô đây. Đó, đổ nước vô giờ được rồi. Uống cho nhiều. Ly cà phê là đầy đủ. Bây giờ mình mới chơi cái này vô. Đây. Xác nó nằm dưới thì cà phê nó sẽ nằm trên. Pha cái loại cà phê này thì nó ngon lắm, ngon tuyệt vời luôn. Ừ.
Các bạn thấy không? Là cái xác nó nằm dưới đây. Đó, cà phê mình rót vào ly rồi. Bây giờ mình có thể làm thêm thì mình cứ đổ nước thêm vô. Bây giờ mình đổ nước thêm vô, kéo lên chút xíu. Đổ lên chút xíu nè. Uống chỉ một nước thôi nhưng mà không cần phải uống chi cho nhiều. Không. Giờ mình tới bỏ sữa cốt phim ít rồi. Rồi mình uống sữa này. Bột cái sữa bột đó các bạn. Thì mình sẽ cho vô. Uống sữa bột. Nhiều quá nó sẽ đạt được cái. Mua thuốc là mình phải tự làm lấy, nó vui. Đây, cái làm thuốc tự làm thuốc lấy để hút được các bạn. Không có mua thuốc lá. Đó. Khi nào mình không thích thuốc thì mình tự làm lấy. Đó, bây giờ trước hết là mình bỏ cái này vô. Bây giờ cái kiểu mình sống như vậy đó các bạn ơi. Nghĩa là gen đó mà, kiểu sống như là mình làm cái gì là mình phải đó. Đó, cái này thuốc lá sợi mình mua rồi. Đó, đây. Bây giờ mình để ra ngoài cho nó khô các bạn. Đó, lá sợi nè. Mình bỏ vô đây. Đó. Bỏ vô đây. Thuốc lá ra ra. Uống cà phê là vậy đó. Uống cà phê hút thuốc là vậy đó các bạn. Đó. Mỗi buổi sáng mình uống. Mà hôm nay bà xã đi chợ sớm quá. Đi sớm. Mà dậy mình không có thấy cà phê và làm sẵn để cho mình. Đó. Bây giờ là mình. Bây giờ. Mình sẽ là nó nằm trong đây, thuốc lá nằm đây thì mình sẽ đẩy vô trong cái túp này, cái là cái túp rồi ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi. Nó kiểu cách mình uống cà phê mỗi sáng vậy đó các bạn, điếu thuốc vậy đó. Đó, mình phải đẩy thuốc ra nè. Đó, thuốc nó nằm trong đây rồi, thấy chưa. Đó, bây giờ đẩy thuốc ra nè, đó, tuyệt vời. Đó, là mỗi sáng đó, là cái thuốc mình hút lá. Được chưa? Cà phê hút lá là vậy đó các bạn. Đó, đây, cà phê của mình. Đó, cà phê và thuốc lá. Đó, cà phê, thuốc lá là các bạn phải không? Đó, bây giờ mình uống cà phê, mình hút thuốc. Đó, kiểu mình uống mỗi sáng là vậy đó. Đây. Ừ. Nhân bạn của đây bà xã mà nói mình làm này, làm kiểu của mình.
mình hồi đọc trắng á, mình còn đọc trắng là vậy đó các bạn. Lâu mình trở lại với đời sống độc thân á, cho nó vui, không? Đó mình qua đây nè, cái chóp đầu tiên của mình là đi rửa chén trong cái khách sạn á, thì cái nơi đó là khách sạn mà cũng là đầu tiên. Tạm đó trả lương mình chỉ có 2 đồng 80 sen giờ các bạn. Đó. Không phải như được người ta, mình ở cái tỉnh nhỏ mà Brandon nằm trung tâm của nước Canada, cho nên cái đời sống mình đó, nó ít dân đó. Lúc trước mình qua nó chỉ có mình qua đó, đâu có nhiều người Việt đâu, người Tàu thì người ta có bên đó rồi, người Tàu mà tự do đó, người ta đã qua đó sinh sống từ lâu rồi, cho nên mình qua đó đi làm chỉ có làm chỉ 2 đồng 80 sen á một giờ. Không, các bạn, đâu phải mình mới qua mình làm với ông làm lương cao được liền đâu. Không, mình phải từ nhỏ mình đi lên, từ cái lương thấp mình đi lên. Không, mình không thể nào mà mình mới qua mình là nhảy vô lương tới 17 đồng. Nhưng mà những cái thành phố Calgary này nè, những người bà con mình họ cũng qua, nhưng qua sau mình. Không, nhưng mà họ là may mắn là được vào cái thành phố này. Nó đúng là cũng không may mắn gì. Ăn thua là chính phủ Canada sắp xếp người đi các bạn. Không, nó có lẽ là lúc trước mình nói là mình khai với nó là mình về làm nông, phải không? Làm nông sao mà Sài Gòn thất thủ rồi đi thanh niên xung phong rồi nọ, xong rồi mình về làm nông trại, phải không? Đó, thì nó nghĩ chắc mình cũng professional nông trại gì đây, cho nên mới đưa về cái vùng nông thôn, phải không? Vùng cái thành phố đó là chỉ trồng cây bán nọ, trồng cây để xuất hết tất cả nước rồi, và rancher là nông trại, nó nuôi bò, nuôi heo, nuôi trâu gì đó, không? Nó không có thuộc về như là cơ khí. Còn cái thành phố này, thành phố Calgary nè, là thành phố dầu mỏ giàu nhất Canada. Những người bà con mình làm đây thì lương cũng được, họ lương của họ 10 đồng giờ, sao gấp cả 5 lần mình luôn. Không, nhưng mà nhờ cái mình làm ở trong cái khách sạn đó, mình mới quen bà xã được, mình mới quen được bà xã. Không, bà xã kêu gọi rồi mình làm vừa rửa chén mà vừa busboy nữa. Rồi đôi lúc khách đó, nó cần đưa thức ăn lên phòng đó, mình phải mấy tụi mà waiter nó bận á, nó kêu mình đưa lên, đúng không? Thì nói đúng ra người ta ở khách sạn, người ta để tiền thẳng vô trong cái bill của khách sạn, thấy không? Thì bill trong tiền phòng á, thì mấy tụi nó kêu mình đưa lên, thì mình đưa lên mình mới gặp bà xã mình, không? Đó, rồi chào rồi bà xã cũng trả tiền tiếp rồi nọ, cho được đâu 1 đồng 2 đồng tiền tiếp, không? Rồi cái mình xuống, rồi cái mình ở đó là các bạn biết không, nó có cái hồ bơi, mình phải đi thu dọn những cái khi mà trong nhà bếp mà nó không có việc á, thì mình phải đi ra ngoài cái hồ bơi đi lượm những cái khăn của khách á, đâu có đào mấy cái ghế của khách ngồi á, thì ra thấy bà xã đang tắm trong đó, mình mới lần la mà nói chuyện,
Đó là cái cơ duyên của mình gặp được bà xã. Thì mình biết ra được là bà xã ở trong cái thành phố này. Bây giờ lúc đó là mình ở nhà, mình ở chung với hai cô. Ở cái nhà ba phòng, mướn cái nhà ba phòng. Mình ở chung với hai cô. Thì giờ đó mình đi ở đâu mình đi tới đâu cũng là toàn là gái gú không các bạn. Nó đồng hoa vậy đó, lỡ xâm vô cái mà đồng hoa là vậy đó. Để sau mình uống mà mình thưởng thức cái cà phê đầu tiên trong ngày của mình nha các bạn. Ngon. Vẫn ngon như ngày đầu tiên mà mình tới Canada mình làm cà phê. Vẫn cái hương vị đậm đà, ngọt ngào, đắng, không? Cái hậu của nó có cái chất đắng, không? Còn cái cà phê của Việt Nam mình là ở trồng cà phê, cái hậu của nó có vị ngọt, uống vô thì ta đắng nhưng mà cái hậu nó vị ngọt mình không thích, mình thích là uống vô là trong cú họng mình nó động lại những vị đắng, đó, thích là cà phê như vậy, tại sao mình không thích uống cà phê cơ, Việt Nam là vậy. Cũng là điếu thuốc buổi sáng là như vậy. Cho nên nó tại sao mà cái cuộc đời mình nó diễn biến là như vậy đó các bạn. Không, mình qua đây một thân một mình không đi chung với ai hết á. Không, rồi nhà băng mới cho mình 10 đồng để là sao để nó dụ mình mở cái nhà băng của nó mà phải không? Thì mình đi làm mình nó là mình gửi nhà băng phải gửi vô nhà băng chứ đâu xài tiền mặt. Thì mình tiền mặt là như vậy á, phải có nhà băng rút ra rút vô để dành tiền này nọ hay là mua vàng, lúc đó là vàng rẻ rẻ, mua khoảng cái đồng khoen khoảng chừng nó chia ra cái vàng là một ounce là cái loại bự không, rồi nó chia ra là hai, nó chia làm 20 đó, 20 cái đồng tiền nhỏ thì trở thành là một ounce, hoặc là 10 cái đồng tiền nhỏ thì trở thành một ao, nó chia ra thì mình mua đại cái mà chia ra làm 20 đây. Không, cứ mỗi tháng đi làm, cứ vài ba tháng đi làm mua cái đó, mua cái để dành kiểu kỷ niệm đó. Không, nhưng mà tới bây giờ là nó mình giàu á các bạn, tại vì sao vàng lên đó, bây giờ tới 1.800 đó, 1.800 một ounce. Không, thì mình cứ bán ra đi chơi và như vậy cách kiểu để dành vậy đó. Không, đó là như vậy, nhưng mà cái cơ duyên của mình đó là cách mình sinh sống ở bên đó là như vậy đó. Đó, cà phê mình pha kiểu này vậy đó, mua y chang vậy đó. Bây giờ mình mua vẫn y chang như vậy đó, để kỷ niệm đó là như vậy, cách kiểu cách mình uống cà phê. Mà bà xã hôm nay đi làm nên pha cà phê mãi không được. Thôi mình làm theo kiểu cà phê mình làm lúc mà mình mới qua Canada cũng hơn 41 năm rồi các bạn. Thôi, thân chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới yên lành. Bye bye.